Rồi, xin thân ái mến chào tất cả các bạn nha. Thì tiếp tục hôm nay xưởng tiện bên Trung Đoàn mới vừa hoàn thành xong cái đơn hàng cho khách hàng đặt nha các bạn. Thì full combo trọn bộ dàn cầu inox cho cái máy Kubota 66 nha. Nè, khách hàng đặt nha các bạn. Như khách hàng ở Long An hay vậy ha. Long An đặt. Thì nói chung là khách hàng cũng không gửi đầu máy xuống nha. Nhưng mà bên xưởng tiện Trung Đoàn thì có mấy cái đầu máy sẵn. Thì gia công sẵn rồi về chảnh vậy là khách hàng chỉ là gắn cái đầu máy vô thôi các bạn. Đầy đủ hết trơn nha. Chỉ là thiếu chứng dịch thôi nha các bạn. Thiếu chứng dịch thôi chứ tất cả đều đầy đủ hết. Thì các bạn mua chứng dịch thì bên Trung Đoàn cũng có nhận mua hộ cho dùm các bạn luôn nha. Nói chung này về chảnh khách hàng chỉ là gắn cái máy vô rồi chạy thôi nha các bạn. Đây, mình quay sơn nát cho bạn xem. Mới vừa hoàn thành luôn nha các bạn. Thì chút xíu nữa là anh em đóng gói rồi lên mua điện gửi nha. Đây, chẳng là những chi tiết, những hình cánh chim cách điệu rất là đẹp. Chân nền thì chú làm cánh chim nha. Rồi mấy cái bát rồi là chú làm cánh chim cách điệu hết. Rất là xịn sò nha các bạn. Thì anh em và các bạn nào có nhu cầu làm dàn cầu ha. Chú chuyên gia về gia công dàn cầu cho máy xăng và máy xe các loại. Chú chuyên làm dàn cầu máy xe luôn nha. Rồi máy xăng luôn. Rồi dàn cầu Thái luôn nữa. Anh em và các bạn nào có nhu cầu thì alo số điện thoại của chú nha. Xưởng tiện của Trung Đoàn thì số điện thoại là 0945 828589. Này là khách hàng đặt trọn bộ nha các bạn. Cái dàn cầu cho máy Kubota 66. Đây. Thì các bạn muốn làm dàn cầu Yamaha 3T cũng được nha. Thì alo anh chú rồi khỏi gửi đầu máy xuống cũng được. Thì máy nào đầu máy nào mà bên xưởng tiện chú có mấy cái đầu máy cũ có sẵn thì chú gia công cho các bạn. Còn như mấy cái đầu máy nào khó quá thì các bạn cứ alo ha, rồi chú sẽ tư vấn cho bạn sau nha. Chứ hiện tại là mấy cái dòng thông dụng như là 3T 63 66 68 72 hoặc là Kubota 64 66 72 rồi các bạn. Thì bên chú có mấy cái đầu máy cũ sẵn, máy hư đó các bạn. Mấy cái máy mà tổ tét rồi đó, máy hư đó rồi chú có cái đầu sẵn thì chú sẽ gia công được. Rồi anh em các bạn nào có nhu cầu thì alo nha. Rồi, video của mình cũng xin kết thúc tại đây ha. Xin thân ái mến chào tất cả các bạn.